Lễ hội thiết kế sáng tạo diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11, có nhiều chương trình biểu diễn và triển lãm phong phú, đồng thời là cơ hội để giới nghệ thuật giao lưu và du khách được thưởng thức những màn trình diễn chất lượng. Đặc biệt, màn trình diễn âm thanh, âm cảnh ga Hà Nội là chương trình điểm nhấn cho lễ hội, tạo sự tương tác, tái hiện cho khán giả ký ức và liên tưởng về ga Hà Nội. Âm cảnh ga, Gascape là một màn trình diễn đa phương tiện, bao gồm mẫu âm, hình ảnh, ngẫu hứng trình diễn tại chỗ với những mẫu âm được nghệ sĩ Chí Minh thu âm. Những mẫu âm sử dụng trong sự kiện được thu thành chất lượng cao, kết hợp với không gian đa chiều của âm thanh và chuyển động. Cảm xúc rất là thú vị bởi vì là Chí Minh là em trai của Thanh Lam. Thì Thanh Lam vẫn nhớ rằng là cả cái tuổi thơ có những cái buổi ở trên được đi đi tàu. Và khi mà xem cái phần trình diễn giữa DJ, nhạc điện tử và Bác Sẩm thì cảm thấy rằng là cái hồi ức nó như là nó chảy về và rất là, tôi thấy cảm giác rất là lãng mạn. Tham gia sự kiện, khán giả được trải nghiệm hành trình chuyến tàu lịch sử hơn 100 năm thủ đô qua xưởng nóng của nhà máy toa xe lửa Gia Lâm. Tại đây, tái hiện lại những đồ vật của nền công nghiệp cũ, triển lãm ảnh nhà máy công nghiệp, những chiếc xe bán bỏ bía, kẹo bông mang giá trị độc đáo về văn hóa và lịch sử. Đặc biệt, khán giả có cơ hội trực tiếp tham gia vào các phần trình diễn và được tặng chiếc còi nhỏ để tương tác với tác phẩm. 7 loạt âm cảnh của buổi trình diễn mang đến cho khán giả bản hòa ca đặc sắc của cảm xúc, từ tiếng còi tàu sao xuyến, tiếng hát sẩm hoài cổ, tiếng đọc thơ dịu dàng đến tiếng động mạnh mẽ của máy móc. Những người công nhân thực thụ làm việc cho toa xe kiểm định tàu hỏa được mời đến, góp phần tạo nên trải nghiệm chân thực về thanh âm và khung cảnh cho khán giả. Tiếng keng keng của máy móc làm lay động tâm trí và trái tim của khán giả, gợi nhớ những kỷ niệm tuổi thơ ấu được đặt chân đến những vùng đất mới qua chuyến tàu hỏa. Đan xen các tiết mục là những thanh âm tiếng còi náo nhiệt và dồn dập. Chia sẻ về ý nghĩa của tiếng còi, nghệ sĩ Chí Minh giải thích: tiếng còi là biểu tượng thể hiện tình cảm và sự yêu thích đặc biệt của khán giả đối với tiết mục và nghệ sĩ biểu diễn. Thông qua tác phẩm âm cảnh ga Hà Nội thì tôi muốn đem và tái tạo lại những không gian và âm cảnh của ga Hà Nội cũng như nhiều cái nhà ga khác mà tôi đã được đi đến. Nhà ga không đơn thuần chỉ là một nơi đến và đi, mà đấy là những nơi lưu trữ các kỷ niệm. Và tôi đến đấy, tôi được sự hỗ trợ của tổng cục đường sắt thì tôi đã có rất nhiều những cái hoạt động với cả những nhân viên cũng như là những người quản lý, và thông qua đấy thì tôi được biết rằng là người ta làm được lâu năm cũng như là có rất nhiều những kỷ niệm từ bố, từ mẹ, từ anh, từ chị và đến bây giờ là đến họ, thì và họ rất tự hào về cái đấy. Và tôi thông qua tác phẩm này, tôi mong muốn là đem đến những cái niềm tự hào của ngành đường sắt. Chương trình âm cảnh ga diễn ra vào lúc 17 giờ đến 18 giờ ngày 24 tháng 11. Sự kiện mở cửa tự do cho công chúng tham gia tại xưởng nóng 1B, nhà máy xe lửa Gia Lâm.